Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toàn Thắng Blog Channel à, Trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cái hình ở ngoài màn hình khóa giống như trong điện thoại màn hình khóa ở ngoài desktop máy tính nha các bạn hình gọi là hình block print à, giống như màn hình khóa điện thoại vậy đó thì mình lấy mình sử dụng nó tùy mục đích của mình nhưng mình thấy đẹp thì mình sử dụng mình lấy cái hình đó mình làm hình background desktop luôn nè đó, hình hình này, này các bạn thấy đẹp không mình thì mình thấy thích tại vì mình thích những cảnh thiên nhiên như nè và cái góc chụp của nó rất là đẹp hình hình đẹp sáng mình còn thấy mình lấy được một vài hình nữa nè đó thì cũng trong cái windows desktop luôn nha các bạn chứ cũng không có ở đâu xa thì cách lấy như thế nào thì mình hướng dẫn luôn à, bây giờ mình sẽ vào cái phần là windows explorer ha rồi bạn vào cái phần OC nha các bạn sau đó các bạn chọn cái phần vào cái phần view nè đó. sau đó các bạn uh, chọn click uh, vào cái phần hay hidden items đó để cho nó ra các bạn thấy không click vào nó những cái file thư mục ẩn ấy, nó sẽ ra nó sẽ hiện lên sau đó bạn chọn vào cái phần user click vào hai 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 cái hai nhấu nháy cái đúp vào đó ha rồi ở tiếp phần này á uh, cái phần này thì ở đây máy tính của mình là Lenovo ThinkPad nên mình chọn phần ThinkPad nếu các bạn nào máy tính sử dụng máy tính Asus á, nó có phần Asus thì bạn chọn phần Asus ha hoặc là các bạn nào sử dụng máy tính Dell thì nó sẽ có phần Dell gì đó nói chung là nó cái phần này là cái phần thay đổi nha các bạn nó không phải là máy nào cũng phải là cũng là ThinkPad không phải nha đó thì các bạn chọn vào Máy các bạn mà cái gì thì các bạn chọn cái đó ha. Sau đó ở thứ một thư mục này mình sẽ chọn cái thư mục là uh, app data hay các bạn đây từ tại vì chữ a đầu á không thì các bạn uh, trên bàn phím các bạn uh, gõ chữ phía gõ chữ a thì ra áp data ha các bạn click cúp tiếp vào ở phần này á, thì mình sẽ chọn cái mục là local ha rồi sau đó mình sẽ chọn cái phần là back act mình back act là chữ b phở ở đây các bạn đây mình, có thể gõ trên bàn phím chữ b phở là sẽ ra chữ back act rồi, click cái nó vào thì ở phần này mình sẽ chọn cái phần là mình sẽ kéo xuống 2/3 cái thanh này nha các bạn. Kéo xuống khoảng 2/3 cái thanh này. Các bạn để ý nè, microsoft.windows nè, đó, microsoft.net nè, microsoft.ui nè, nó sẽ ra một loạt microsoft.ui. Thì bây giờ mình sẽ kéo xuống 2/3 thì sẽ kéo xuống cái phần microsoft.windows ha. Mình chọn cái phần là microsoft windows contentdeliverymanage Đó, thì cái phần này tức là quản lý uh, phân phối nội dung nè. Manage Delivery Content quản lý phân khối nội dung ha, click, click đúp vào. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái phần là Local Stack. Ok ha. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ chọn cái phần là Set. Rồi kích đúp nó vào. Đây là cái hình của mình đây các bạn. Đây là cái hình của mình. Này. Các bạn để ý là cái hình của mình nó thì cái dung lượng nó cũng khá là nhỏ ha. Tại vì bên Microsoft nó đã tối ưu cái dung lượng này rồi. Đó. Thì cái hình vẫn nét nha các bạn. Đó mình lấy cái hình như thế này luôn vẫn nét ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ngoại hình cho các bạn xem ha ví dụ như mình lấy năm hình khoảng năm hình đi. Mình sẽ lấy năm hình à, cái size. Ở đây á thì mình đã sắp xếp size sẵn rồi. Còn cái máy tính của bạn á chưa sắp xếp size á thì các bạn click vào cái phần sắp xếp size đây ha, bạn click rồi đây. Đó thì nó sẽ sắp xếp là từ nhỏ, từ size nhỏ tới size lớn. Các bạn click một lần nữa thì nó sẽ sắp xếp từ size lớn tới size nhỏ thì mình, mình click vào cái phần sắp xếp từ size lớn tới size nhỏ ha. Sau đó mình chọn từ đây tới um, mình giữ cái phím Shift đó mình muốn chọn tới đâu mình giữ nhấn Shift trên đó hoặc là bạn chọn bạn chọn từng từng dòng thì bạn giữ control ha control thì mình nhấp đây cần chọn nó chọn nè à. còn nếu bạn chọn một lọt luôn á liên tục á thì mình giữ nhấn Shift ha cái này rất là cơ bản nha các bạn bây giờ mình sẽ chọn năm hình mẫu đầu tiên thôi nha các bạn đó, các bạn có thể lấy từ uh, trên 100 kg đổ lên ha sau đó mình lựa mình lấy năm hình mẫu đầu tiên mình làm nhanh cho các bạn ha sau đó mình chọn copy ha copy mình sẽ ra ngoài desktop mình sẽ kia uh, uh, tạo một cái thư mục và mình lưu đó ví dụ như là thư mục về à, ảnh lấy ảnh đi lấy ảnh màn hình khóa rồi ok mình giờ mình chọn trên v mình dán nó vào sau đó tiếp tục ha ở đây mình chưa mở lên mình xem được đâu ảnh này chưa mở lên xem được đâu các bạn à, mình sẽ tiếp tục là mình đổi tên đó nha các bạn mình nhấn phím F2 ha hoặc là các bạn có thể nhấn phím rename này chuột phải rename đó đây các bạn đổi tên hoặc là f F2. Nó ví dụ như mình đổi tên mình ghi là số 1 đi chấm đó. tức là phải, nó phải có cái đuôi chấm jpg mới được. Còn cái tên mình đặt số mấy hay là tên gì cũng được nha các bạn. Nó sẽ ra cái tấm hình này bạn click kích đúp vào nè. Đó sẽ ra cái tấm hình này các bạn nè. Còn hồi nãy là mình mình click đúp vào nó không có ra nha các bạn, nó sẽ nổi cái bảng này nha. Đây các bạn thấy không cái hình ảnh nè. Rồi uh, mình chuột phải luôn nè. Mình view mình view uh, Archcon cho các bạn thấy nè cái nào hình thì nổi hình nó nào nó không nó chưa nổi là các bạn không thể uh, sửa được ha tiếp tục ha f2 rồi mình chọn số 2 chấm cbg rồi mình sẽ copy cái dòng gì cho nhanh ha mình trên copy nè rồi ok mình sẽ nổi cái hình của mình ha rồi tiếp tục mình f2 số 3 dòng mình chọn, chọn v tại mình chấm cái đuôi cbg mình đã copy rồi rồi mình tiếp tục ha f2 uh, số 4 chọn v rồi tiếp tục f2 số 5 về. Rồi, ok ha. Rồi mình thấy nè, bây giờ mình mở tấm hình lên lên nè. Tấm hình này nó nó rộng nè, nó đúng cái màn hình desktop của mình được mình lấy nè, mình lấy tấm hình này, này nè. Và tấm hình này nè nó nhỏ quá nè nha các bạn. Cái này nó nó cắt nó cắt cái tấm hình này ra. Đó. Nhỏ quá thì mình sẽ để lại cái này, này số 3 nè, mình sẽ bỏ nè. Rồi số 4 thì mình lấy cái tấm này là cái tấm mà mình đã sử dụng mà mình làm màn hình desktop background này các bạn. Rồi, tiếp tục số 5 bỏ ha thì mình lựa một vài tấm thì cái mail sớm nó sẽ đổi hàng ngày nha các bạn nó đổi hàng ngày luôn thì mỗi ngày các bạn có thể lấy cái hình khác nhau nha chứ không phải là mình hôm nay mình lấy hình đó thì ngày mai nó cũng hình tất cả hình như vậy nó không nó không phải nha đó tại vì cái đang để ý là mỗi ngày nó có những cái tấm hình khác nhau có những tấm hình rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn đó thì mình có thể lấy những cái tấm hình đó nó, cái cái phần đó là cái phần nó nó thay đổi hình nha ngày hôm sau là nó sẽ bỏ những cái tấm hình cũ mà nó thay đổi những tấm hình mới vô nha các bạn hoặc là hai ngày đổi một lần các bạn vô đó mà chịu khó mà lấy dần 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 nha chứ bạn mình không lấy một, một lần của nó được rồi ok ha ờ, sau đó cái bước bước cuối cùng là gì các bạn vào phần còn c nè ổ c nè các bạn vào phần view nè các bạn tắt cái phần hidden item nha các bạn đó, tắt đi cho nó gọn cái máy tính của mình như vậy là xong mình đã hướng dẫn các bạn cách lấy cái màn hình sau đó bạn muốn chuyển màn hình này qua uh, ra máy tính thì rất là dễ thôi không biết nữa phần này nữa là thua luôn á nha chuột phải chọn là set at data background này. rồi nó sẽ đổi cái màn hình của bạn đó, các bạn thấy không màn hình của mình đã được đổi rồi đó, đó các bạn có thể uh, uh, chọn chế độ um, màn hình nữa. chế độ hình nữa, nó chạy cũng được nha các bạn uh, mình đã các bước thì các bạn nhìn thấy nó rối rắm ha nhưng mà mình làm quen thì mình thấy đơn giản lắm bây giờ mình đã ghi sẵn cái bước này luôn cho các bạn, mình sẽ để phần dưới phần mô tả video nha các bạn, các bạn cứ nhìn vào cái cái tên này, các bạn đổi ha, mình chỉ khó phần này, Microsoft này, Content uh, Delivery Delivery uh, đó, nó chỉ cho nó chỉ khó phần nữa thôi, nó chỉ lòng cầu phần đó thôi, còn phần nào bạn thấy khó, phần này có thể đổi nè, Themes này có thể đổi nha các bạn, rồi cái phần này thì giống nhau, ok, cái phần cuối là mình phải tắt cái hai định item đi, rồi ha các bạn ha, chúc các bạn thành công. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì có thể cho mình một like, một subscribe để mà ủng hộ kênh mình, mình có thể làm những video mới nhất, hay hơn và hữu ích hơn để chia sẻ với các bạn. Xin chào.